Xin chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay hai mẹ con mình sẽ đi thu hoạch khổ qua đây. Các bạn đón xem nha. Wow, khổ qua nè. Ôi trời ơi, cái trái hú qua vậy đúng là bự như con heo thiệt rồi. Trời ơi, cái trái hú qua vậy bự dữ vậy. Nó bự hơn cái gì luôn, không biết nói gì luôn. Bự bằng gấp 2 trái hú qua. Kìa trái đó kìa, bự dữ vậy. Hú qua nhiều trái quá các bạn ơi, các bạn nhìn có thích không nè. Quá chừng nhiều trái luôn, trái nào trái nấy bự bự không à, mà nó dài ha. Cái khổ qua này không biết sao má chồng mình trồng không bao giờ nó bị sâu ăn hết trơn, trái thì thẳng đột à. Rất là ngon luôn, nó không có đắng nhiều. Năm nào cũng quá chừng trái. Ăn đã luôn á. Nhìn thấy là muốn hái liền. Lát nữa mình sẽ cho con gái mình hái khổ qua cho các bạn xem. Chút nữa là nó sẽ thu hoạch khổ qua. Quá trần trái. Nhìn thấy ham hết các bạn. Xanh mơn mởn luôn mà nó mau lớn lắm nha. Một hai ngày ra là thấy nó khác rồi đó. Ra là thấy nó lớn rồi đó. Qua ngày sau là mình thấy nó lớn rồi. Nó nhanh lắm. Ngon lắm đó nha. Mình thì thích nhất là ăn khổ qua dùng thịt. Hoặc là khổ qua nấu lẩu. Hay là khổ qua ăn với chà bông. Khổ qua chiên trứng, nói chung là ăn khổ qua rất là ngon. Chỉ có mùa hè mới được ăn cho đã thôi. Cái mùa đông á thì mình đi mua mà nó không có ngon giống như mùa hè giống như vậy đâu các bạn. Nhìn mấy trái khổ qua xanh mơn mởn, trái nào trái nấy bự ghê á các bạn. Trái này nè, các bạn nhìn thấy trái này nó to cực kỳ luôn á, nó lớn gấp 2 lần trái dưa leo á. Nó tròn quay ha. Nhìn nó có vẻ là lớn vậy đó chứ nó trong ruột nó non, nó không có già đâu các bạn. Nó còn ngon lắm á. Ngọn trái này hả, quá bự rồi. Đây nè, đây nè, đi đâu cũng gặp cái dây. Đây, ngon quá nè. Trời ơi. Thì đứng gần á, đứng gần mẹ coi cái. Đứng gần mẹ coi trái hoa. Trái hoa bự vậy đó. Ôi trời ơi, cái trái hoa dễ bự. Trái này bự quá. Vậy hả? Thi đâu biết ăn trái này đâu hả? Trái này nó nhét á. Đâu biết ăn đâu hả? Không. Đi đi. Đi đi. Dạ. Quá. Ôi trời ơi, quá trời bự luôn. À, trái này cũng lớn rồi. Trời ơi, cái trái gì mà nó khủng khiếp vậy trời. Trái này bữa nay nó bự gì mà bự dữ vậy. Cái trái này là cái trái làm giống nè, hú qua giống nè. Nó bự trời ơi. Nó bự quay. Mà quay không thấy nè. Để nhắc bộ cái lá. Che lại hết rồi.
Bỏ vô, thì bỏ vô. Nè, con cắt miếng luôn là đây nè, con cắt cái này đẹp lắm đó thầy. Rồi cắt này, cái này. Đó, thì cắt thấy không? Đó, dò trái dưa hơi bự bự ha. Rồi, cái này cắt cái này nữa nè thầy. Cái này nữa đi. Đứng chỗ này nè. Yeah, giỏi quá, thì giỏi quá. Qua đây hái thế nào. Qua đây mày hái mẹ này. Này, chết này nè. Đẹp á. Qua. Số khế con nó đâu có sao đâu. Cắt đi nè. Trời, cái giỏi quá la, hôm nay biết cắt hôm qua nữa ta. Ôi trời, trái dưới đất nữa nè. Đâu rồi trời. Ôi trời. Khoan, cắt đi, chậm đi. Quá trời nhiều luôn rồi, thì bỏ xuống nè, bỏ xuống nè. Trời, dưới đất luôn. Còn trái này nữa nè thầy. Oh my god. Cái đó giống như con heo vậy đó. Một khoan. Trái đó bị bà nội làm giống không có cắt ra đó. Là trái này nè. Hôm nay coi còn không, còn trái nào, mấy trái này để vào bữa tới lớn nữa. Quá trời, cái vàng hủ qua quá chừng luôn. Mấy trái đây nữa nè, mấy trái này hái không, trái này còn hơi nhỏ ha. Thấy coi được nhiêu rồi. Trời ơi, nhiều quá nè. 1, 2, 3, 4. Mày cầm cho. 4 trái. 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, 10 trái. 10 trái đã dễ sợ không? Còn nhiều lắm á, hết chỗ để rồi. Mà thấy bưng lên đi, bưng lên đi, vô đi, vô đưa bà nội cắt đi. Mình nghe mình thấy. Mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn có thích video của mình thì các bạn nhớ bấm like và chia sẻ cho bạn bè cùng người thân các bạn xem với nhé. Các bạn đừng quên bấm subscribe để đón xem những video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Tạm biệt các bạn. Bye!